Chào các bạn, hôm nay trong video này em sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu dây AV hàng bán của Nhật. Như trong video em đang có 6 bó và em sẽ báo giá luôn là mỗi bó là 100k nha, đồng giá 100k hết. Như cái bó em đang cầm trên tay này là hàng bán của Nhật, đây hàng bán của Nhật hết nha. Nhưng mà nó có chữ Japan, Japan ở đây em có thể nhìn rõ này. Đây là cái chữ Japan nha. Thì cái chữ này á là cái cộng có cộng không, như cái bó này là nó cộng có cộng không này. À cái bó này là nó cộng là không có hết nha. Đấy cái cộng là không có hết. Thì cũng đồng giá 100k, còn những cái bó như thế này thì nó là cộng có cộng không. Như cái cộng này không có này. Đấy cộng này nó không có nha, không có chữ Japan. Và nó cũng là một cộng có cộng không, như cái cộng mà em đang cầm là có này, còn cái cộng này không có này, lại cộng có cộng không. Và cái bó tiếp theo nữa em cũng sẽ giới thiệu từng bó cho anh em được chi tiết nha. Cái bó này cũng là hàng bán của Nhật, hàng bán của Nhật nhưng mà cái tình trạng của nó cũng là cộng có cộng không nha. Đây như cái cộng này có này. Cái máy của em nó lên nét hơi chậm, anh em thông cảm nha. Đây nó có chữ Japan nó in ở cái chân của cái dắp bông sen nha. Đấy. Còn những cái cọng này thì nó không có. Đấy. Những cái cọng màu trắng này có này. Đấy, nó có cũng là cộng có cộng không nha. Ba bó như nhau. Thì có bó này là nó có hết, còn hai cái bó này thì cộng có cộng không, nhưng mà cũng là đều là hàng Nhật hết nha. Nó chỉ là nó khác cái năm hay là cái đời sản xuất của nước Nhật thôi, còn cũng là cộng có cộng không hết. Và tiếp theo nó là những cái bó trên, những cái bó hàng trên đây, hàng trên này thì như cái bó em đang cầm là một bó là nó có ghi cái chữ GVC lên. Đây đây là cái chữ GVC nha. Còn một bó khác á, như một cọng khác á, thì là nó ghi cái chữ Japan lên. Đây, anh em có thể để ý là đây, Japan nha. Có nghĩa là cái bó này nó vừa là GVC và vừa là Japan. Đấy, cũng là 100k nha, 100k. Và cái bó tiếp theo nữa là cái cọng này nó là 6 đầu nha, 6 bông, 6 6 giác bông sen thôi, chứ không phải là 8 giác như những đầu kia. Nhưng mà nó được sản xuất tại Malaysia. Nó in nguyên một cái chữ Malaysia lên luôn, cũng là GVC. Đây made in Malaysia nha, nó hơi dơ tí anh em nha, tí em sẽ lau lại cho sạch tí ạ. Đây made in Malaysia. Đây nha, made in Malaysia, còn phía sau của nó là GVC. Đây cũng là 100k nha. Và cái thanh của nó đây nó cũng in những cái dòng chữ này, Victor rồi Japan Limited. Đây nó in những dòng chữ nha. Và cái bó cuối cùng cũng là một cái bó 6 đầu, nhưng mà cái bó này thì nó có 3 màu, màu đỏ, màu vàng và màu đen nha. Đỏ, vàng và đen. Ở trên thân của cái dắp bông sen thì nó không ghi chữ Japan mà nó ghi là cái dắp chữ R. Cái chữ R đây. Màu đỏ ghi chữ R nha. Đấy, dắp này dắp rất là xịn, hàng của Nhật hết. Đấy, có một chữ đó ghi chữ R thôi, còn chữ L thì em chưa thấy ạ. Đây cũng là một bó nha, bó này là 6 đầu. 6 đầu này thì cũng là 100k hết. Như em đang có tổng cộng là 6 bó. 6 bó là em cũng bán với giá là đồng giá là 100k nha, 6 bó. Những cái hàng bó trên á là nó có hai bó 6 đầu, còn những hàng bó dưới là toàn là 8 đầu nha. Và cái bó này cũng là 8 đầu này. Để anh em muốn sở hữu bó nào bó nha, liên hệ cho em trực tiếp qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc nha.
Đồng giá là 100k một bó anh em nha. Anh em xem cái video này được thì chốt cho em ạ. Em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ.